Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Nhân sự trong tuần, điều động bổ nhiệm nhân sự mới trung ương và địa phương. Tuần qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và nhiều địa phương đã điều động chuẩn y nhiều chức danh lãnh đạo ở một số cơ quan trung ương và địa phương. Vào chiều ngày 21 tháng 8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức công bố quyết định về phân công bổ nhiệm trưởng Ban Kinh tế Trung ương và trưởng Ban Dân vận Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi lễ. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định điều động phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động phân công bổ nhiệm ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Dân vận Trung ương. Lâm Đồng có tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày 23 tháng 8, tại kỳ họp lần thứ 17, kỳ họp bất thường của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đọc tờ trình giới thiệu ông Trần Hồng Thái, người vừa được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, trong sáng cùng ngày, ông Trần Hồng Thái được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động và đình chỉ tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Hình thức bầu bằng cách các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh bỏ phiếu kín. Ông Trần Hồng Thái trúng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với 53 trên 54 số phiếu bầu. Tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng từng là Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Khi trung tâm này được chuyển đổi thành Tổng cục Khí tượng Thủy văn, ông Trần Hồng Thái giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng và sau đó là Tổng cục trưởng vào tháng 3 năm 2019. Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho đến nay. Tại kỳ họp lần thứ 17, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã bầu bà Phạm Thị Phúc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Phúc trúng cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh với 53 trên 54 phiếu bầu. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với ông Nguyễn Khắc Bình do chuyển công tác sang Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Phạm Thị Phúc cho biết, đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn được lãnh đạo và nhân dân của tỉnh giao phó. Bà khẳng định sẽ cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao để cùng tỉnh vượt qua nhiều khó khăn, thử thách hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng. Sáng ngày 21 tháng 8, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, chủ trì phiên họp thứ hai của tiểu ban nhân sự. Cùng dự phiên họp có các ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các thành viên tiểu ban. Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2026 tại hội nghị lần thứ 8 diễn ra hồi tháng 10 năm 2023. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Tiểu ban văn kiện có nhiệm vụ xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo tổng kết những thành tựu, kết quả của 40 năm đổi mới từ năm 1986 đến năm 2026 trình Đại hội 14 của Đảng. Tiểu ban nhân sự có nhiệm vụ xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương, kế hoạch giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng nhiệm kỳ 2026 đến 2031. Đồng thời, báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới trình Đại hội 14 của Đảng. Tiểu ban Kinh tế xã hội có nhiệm vụ xây dựng báo cáo thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ 2021 đến 2030, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026 đến 2030 trình Đại hội 14 của Đảng. Tiểu ban Điều lệ Đảng có nhiệm vụ xây dựng báo cáo về công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021 đến 2025 và báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và bổ sung sửa đổi Điều lệ Đảng. Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và phục vụ Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuẩn bị tốt về phương án nhân sự cho Đại hội 14. Ngày 3 tháng 8, sau khi kết thúc hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc chia sẻ cảm nghĩ của mình nhân sự kiện quan trọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết nhận được những lời chúc mừng, bày tỏ tình cảm và giao nhiệm vụ. Ông rất xúc động và chân thành cảm ơn tình cảm của đồng chí, đồng bào, bạn bè quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận thức đây là trọng trách rất lớn trước Đảng, nhân dân, trước đất nước kiên cường, bất khuất, trước lịch sử hàng ngàn năm văn hiến, trước những thành quả có tính kỳ tích của Đảng ta đã giành được trong 94 năm qua và sẽ lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chúng ta đã đi qua 2/3 chặng đường thực hiện nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến rất nhanh, phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, nhiệm vụ rất nhiều, rất bề bộn, cần có sự nỗ lực, cố gắng vượt bậc, sự đoàn kết dân tộc, chung tay đồng lòng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không có gì bằng sự đoàn kết, thống nhất. Sự đoàn kết, thống nhất là sức mạnh của chúng ta. Rất vui mừng sự đoàn kết, thống nhất từ trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã được lan tỏa, tiếp tục phát huy, khơi dậy tốt đẹp. Đây là sức mạnh của Đảng, quốc gia chúng ta để vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt thắng lợi mục tiêu của Đảng ta đã đề ra. Chắc chắn là tương lai phát triển đất nước chúng ta sẽ tươi sáng theo con đường Đảng ta đã vạch ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh. Trả lời câu hỏi về những nhiệm vụ ưu tiên ở cương vị mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, ưu tiên thứ nhất là trước mắt sẽ rà soát, đánh giá lại các chỉ tiêu Đại hội 13 đề ra để có giải pháp bứt phá, có bước chuyển động nhanh, tăng tốc thực hiện mục tiêu. Chúng ta chỉ còn hơn một năm nữa nên yêu cầu về tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng 13 đề ra để về đích sớm là ưu tiên quan trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ sự quyết tâm. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ưu tiên thứ hai là chuẩn bị cho Đại hội 14 của Đảng. Thời gian không còn nhiều nhưng có rất nhiều công việc cần triển khai nên theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 14 phải tích cực chuẩn bị để hoàn thiện văn kiện phục vụ cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, phải chuẩn bị tốt về phương án nhân sự. Chúng ta phải có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ tốt để hoàn thành được mục tiêu, yêu cầu, đó là công việc cần tập trung. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ. Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.